đi phụ hồ, nam thanh niên khuyết tật bị điện giật tử vong. Trong lúc làm phụ hồ tại một công trình trên địa bàn, nam thanh niên không may bị điện giật tử vong. Sáng ngày 22 tháng 10, ông Đỗ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến người đàn ông tử vong. Nạn nhân là anh Lê Văn Hảo, sinh năm 1994, ngụ thôn Bắc Giang, xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 2, trong lúc cùng tổ đội thi công một công trình nhà dân tại xã Hương Trạch, anh Hảo đang làm phụ hồ thì không may vướng phải dây điện và bị điện giật tử vong tại chỗ. Theo ông Phúc, hoàn cảnh gia đình anh Hảo rất thương tâm, bản thân anh thuộc đối tượng thanh niên yếu thế vì trước đây Hảo từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị khuyết tật. Hiện anh Hảo có vợ cũng thuộc diện khuyết tật và đứa con nhỏ mới 3 tuổi. Ngay khi nắm thông tin về sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hương Trạch và các hội, đoàn thể trên địa bàn xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.